Trên thế giới có hơn 200 bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người đã được phát hiện. Những loại bệnh này được phân chia theo nhiều dạng với các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm hay các tác nhân truyền nhiễm khác. Tại Việt Nam, với việc các hộ gia đình nuôi vật nuôi ngày càng nhiều, các loại vật nuôi cũng trở nên đa dạng hơn thì ngày càng nhiều các loại bệnh lây truyền. Sau đây chúng tôi xin điểm tên 5 căn bệnh nguy hiểm và hay gặp nhất ở nước ta hiện nay. Bệnh dại hiện diện khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ do nhiều loại động vật có vú gây ra như chó, mèo, rơi, cáo, gấu trúc, chuồn hôi, cầy man gút. Trong đó 99% người mắc bệnh dại bị lây nhiễm từ chó nhà. Ở động vật nhiễm bệnh dại sẽ truyền virus sang người hoặc động vật khác qua vết cắn hoặc vết cào xước. Thậm chí, động vật bị bệnh cũng có thể lây virus qua nước bọt khi chúng liếm vào niêm mạc hoặc vết thương hở trên da của con người. Tỷ lệ tử vong của người và vật nuôi khi mắc bệnh dại là 100%. Việc tiêm phòng dại cho đàn chó nhà là biện pháp phòng dại hữu hiệu nhất hiện nay. Chúng ta nên tiến hành tiêm vaccine Zabiva của Hanvet cho đàn chó khỏe mạnh, tiêm lần một lúc 1 tháng tuổi và tiêm nhắc lại mũi 2 lúc 2 tháng tuổi, định kỳ tái chủng 1 năm 1 lần. Bệnh sốt đốm Rocky Mountain. Bệnh lây lan do bọ ve nhiễm vi khuẩn Rickettsia rickettsii. Những con ve này thường được mang theo bởi những chú chó. Các triệu chứng của người khi mắc phải bệnh bao gồm sốt cao, ớn lạnh, đau nhức cơ và đau đầu và phát ban có thể lan rộng trên cổ tay, mắt cá chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân và thân của cơ thể. Để chủ động phòng bệnh nên thường xuyên tắm cho chó bằng nhũ dịch dầu tắm Hantop Sampo định kỳ 1 đến 2 tuần một lần để chó luôn sạch sẽ, khỏe mạnh, phòng chống các bệnh ve ghẻ ký sinh trùng. Khi đã phát hiện chó bị bọ ve trên người tiến hành xịt ngay Hantop Spray để tiêu diệt chúng. Hắc lào trên da hay còn gọi là nấm da, do nhiễm vi nấm thuộc nhóm Dermatophyte gây nên, con người thường mắc phải khi tiếp xúc với chó mèo bị nhiễm nấm. Thường có biểu hiện là một vùng da tròn khô, có vảy với đường viền gồ ghề màu đỏ nổi lên. Khi da đầu bị ảnh hưởng, khu vực này có thể bị bong chóc, đỏ hoặc sưng tấy, thường có những mảng hói. Bệnh hắc lào được điều trị bằng các loại thuốc trị nấm bao gồm dầu gội, kem bôi hoặc thuốc uống. Để chủ động phòng bệnh, chúng ta nên thường xuyên tắm cho đàn chó mèo bằng nhũ dịch dầu tắm Hantop Sampo, định kỳ 1 đến 2 tuần tắm một lần. Khi chó mèo đã có biểu hiện bệnh nên đeo găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với con vật bệnh, tiến hành rửa sạch sát trùng vết nấm, tiến hành bôi các thuốc có thành phần là ketoconazole trong 3 đến 5 ngày liên tiếp, giữ cho con vật luôn khô ráo sạch sẽ. Bệnh giun đũa chó. Bệnh do giun đũa Tosocara sống ký sinh trong ruột chó, mèo. Trứng của giun được truyền qua phân của chó và mèo, thường làm ô nhiễm đất nơi trẻ em chơi đùa. Khi một đứa trẻ ăn phải đất bị ô nhiễm, trứng nở trong ruột và ấu trùng lây lan sang các cơ quan khác. Các triệu chứng bao gồm sốt, ho hoặc thở khò khè, gan to, phát ban hoặc xương hạch bạch huyết. Các triệu chứng có thể tự hết hoặc bác sĩ có thể kê đơn thuốc để tiêu diệt ấu trùng. Khi ấu trùng trong ruột di chuyển theo đường máu đến mắt, nó được gọi là bệnh giun đũa chó ở mắt hay ấu trùng di trú ở mắt, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Để chủ động phòng bệnh nên định kỳ tẩy giun sán cho đàn chó bằng sản phẩm Sanpet hoặc Sanpet Plus 2 tháng một lần. Bệnh Tosoplasmosis mắc phải sau khi tiếp xúc với một loại ký sinh trùng có trong phân mèo. Ở hầu hết những người khỏe mạnh, nhiễm Tosoplasma không gây ra triệu chứng. Khi các triệu chứng xảy ra, chúng có thể bao gồm xương hạch, mệt mỏi, đau cơ, sốt, đau họng và phát ban. Ở phụ nữ mang thai, bệnh Tosoplasma có thể gây sẩy thai, sinh non, bệnh nặng và mù ở trẻ sơ sinh. Để chủ động phòng bệnh nên tránh tiếp xúc với chó mèo nghi nhiễm bệnh, nhất là đối với phụ nữ mang thai. Nên chủ động phòng bệnh cho mèo bằng các loại vaccine, thường xuyên tắm rửa và phòng các bệnh ký sinh trùng cho chú mèo nhà bạn. Hy vọng với những chia sẻ ngắn gọn trên sẽ giúp các bạn nắm rõ được sự nguy hiểm của các bệnh truyền lây từ động vật và có các biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả. Hanvet, trao chất lượng nhận niềm tin, luôn mang những giá trị tốt nhất đến với đàn vật nuôi nhà bạn.